Thầy Lâm xin chào tất cả các bạn học sinh đến với giờ học trực tuyến của thầy cô khối 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong giờ học hôm nay. Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở, bút và giấy nhát trước khi chúng ta bắt đầu bài học nhé. Trong giờ học hôm nay, thầy và các bạn cùng nhau thực hiện một số bài tập luyện tập về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương qua bài luyện tập. Các bạn hãy cùng đọc đề bài số 1 với thầy. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm. Bài toán cho chúng ta biết gì? À, đúng rồi. Bài toán cho chúng ta biết hình lập phương có cạnh 2m 5cm. Vậy, bài toán yêu cầu gì? Bài toán yêu cầu tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Các bạn bấm tạm dừng video để suy nghĩ và giải bài toán vào vở. Khi hoàn thành xong, các bạn bấm xem tiếp nhé. Các bạn đã hoàn thành bài rồi đúng không? Bài tập này, thầy tin chắc là không làm khó được các bạn. Nhưng trước khi sửa bài, các bạn hãy nhắc lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương nào. Các bạn thật giỏi, thầy khen các bạn. Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Muốn tính diện tích toàn phần, ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Còn bây giờ, mình cùng sửa bài 1 nhé. Cạnh của hình lập phương là 2m 5cm, nên việc đầu tiên các bạn cần phải làm chính là đổi 2m 5cm bằng 2,05m. Diện tích xung quanh của hình lập phương là 2,05 nhân 2,05, tất cả nhân 4, ta được 16,81m². Diện tích toàn phần của hình lập phương là 2,05 nhân 2,05, tất cả nhân 6, ta được 25,215m². Đáp số: diện tích xung quanh 16,81m², diện tích toàn phần 25,215m². Bao nhiêu bạn làm bài chính xác? Thầy tin là tất cả các bạn đều làm chính xác đúng không nào? Thầy khen tất cả các bạn. Mình cùng chuyển sang bài 2 nhé. Các bạn cùng đọc bài tập 2 với thầy. Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương? Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi mảnh bìa nào có thể gấp được một hình lập phương? Thầy giới thiệu với các bạn các mảnh bìa. Đây là mảnh bìa thứ nhất. Đây là mảnh bìa thứ hai. Đây là mảnh bìa thứ ba. Và đây là mảnh bìa thứ tư. Để có thể trả lời được câu hỏi của bài toán, các bạn có thể dùng giấy ô ly cắt các mảnh bìa có hình dạng giống với mảnh bìa đề bài cho. Thầy thực hiện minh họa mảnh bìa cuối cùng này cho các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên, thầy gấp ô vuông thứ nhất. Tiếp đến là ô vuông thứ hai. Rồi đến ô vuông thứ ba. Và cuối cùng là ô vuông thứ tư. Như vậy, từ 4 ô vuông, thầy đã gấp được 4 mặt bên của hình lập phương. Còn ô vuông thứ 5 và thứ 6, thầy sẽ gấp thành hai mặt đáy của hình lập phương. Vậy là mảnh bìa này đã gấp thành một hình lập phương rồi đấy các bạn. Tương tự như cách thầy vừa thực hiện, các bạn hãy cắt và gấp thử xem mảnh bìa nào sẽ gấp được hình lập phương nhé. Còn bây giờ, mình cùng tiếp tục thực hiện bài tập cuối cùng. Bài tập 3, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Bài yêu cầu gì? Bài tập yêu cầu đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Đề bài cho chúng ta hình lập phương A độ dài cạnh là 10cm và hình lập phương B độ dài cạnh là 5cm. Các bạn hãy quan sát hai hình lập phương này và cho biết
diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B là đúng hay sai? Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B là đúng hay sai? Các bạn có 1 phút tạm dừng video và suy nghĩ nhé. Các bạn có câu trả lời chưa nào? Đáp án ý thứ nhất là sai, ta ghi sờ. Đáp án thứ hai là đúng, ta ghi đờ. Thế vì sao lại sai các bạn nhỉ? À, là bởi vì diện tích xung quanh của hình lập phương A được tính là 10 x 10 x 4 bằng 400 cm2. Còn diện tích xung quanh của hình lập phương B là 5 x 5 x 4 bằng 100 cm2. Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B đó các bạn. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B là đúng hay sai? Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B là đúng hay sai? Các bạn có 1 phút tạm dừng video và suy nghĩ nhé. Các bạn có câu trả lời chưa nào? Đáp án ý thứ nhất là sai, ta ghi sờ. Đáp án thứ hai là đúng, ta ghi đờ vào ô. Thế vì sao lại sai? Đúng rồi, bởi vì diện tích toàn phần của hình lập phương A là 10 x 10 x 6 bằng 600 cm2. Còn diện tích toàn phần của hình lập phương B là 5 x 5 x 6 bằng 150 cm2. Vậy, diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B. Qua bài học hôm nay, thầy và các bạn đã thực hiện các bài luyện tập về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Nếu các bạn thực hiện tốt các bài tập, có nghĩa là các bạn đã ghi nhớ bài rất tốt đấy. Thầy khen các bạn. Còn bạn nào chưa hoàn thành hay làm bài còn sai sót, mình có thể xem lại nội dung bài học và rèn luyện các bài tập để củng cố thêm kiến thức nhé. Giờ học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thầy chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi, hoàn thành tốt các bài tập mà thầy cô đã dặn. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt quy tắc 5K để đảm bảo an toàn trong mùa dịch nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học sau.